Thanh Trúc kính chào quý vị. Căn cứ quân sự Hoa Kỳ Fort Myers, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, hôm nay là lễ thăng cấp bậc cho Trung tá quân y Đỗ Văn Nhẫn lên chức Đại tá quân y trong quân lực Hoa Kỳ. Và Thanh Trúc xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Ngày 14 tháng 6 2012, Trung tá Đỗ Văn Nhẫn là con của ông Đỗ Văn Hạnh, khóa 18 Võ Bì Đà Lạt và mẹ là nhà văn Thu Nga, giám đốc đài phát thanh 890 AM, cũng là đại diện SBTN Texas. Tốt nghiệp pre-med từ Đại học Baylor University năm 1990, Đỗ Văn Nhẫn hoàn thành bác sĩ ngành Internal Medicine tại George Washington University ở Washington DC năm 1994 với chức vụ đại úy quân y. Năm 2000 được thăng cấp thiếu tá, rời Washington DC để lấy thêm bằng tại Đại học Stanford. Tốt nghiệp năm 2005, thuyên chuyển về Văn phòng Bộ Quốc phòng và được thăng cấp Trung tá quân y năm 2006. Đầu 2010, Trung tá quân y Đỗ Văn Nhẫn được phái sang Haiti cứu trợ động đất trong toán AD2 Second Airborne. Tháng 9 năm 2011, Trung tá quân y Đỗ Văn Nhẫn từng sang phục vụ tại Afghanistan trong 6 tháng. Hôm nay là buổi lễ gắn lon Đại tá quân y cho Đỗ Văn Nhẫn và chính thức trở thành Đại tá quân y, là niềm vui và vinh dự cho gia đình ông Đỗ Văn Hạnh và nhà văn Thu Nga. Tiếp nối lý tưởng tự do dân chủ và bước chân phụ thân là cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đại tá mới được thăng cấp bậc Đỗ Văn Nhẫn còn có người em trai kế là Đỗ Hòa Bình, từng phục vụ trong Air Force không lực Hoa Kỳ. Buổi lễ thăng chức đại tá cho Trung tá quân y Đỗ Văn Nhẫn còn có sự hiện diện danh dự của đại tá John Allison và đại tá Gary Wheeler. Tân đại tá quân y Đỗ Văn Nhẫn trong bài diễn văn đã bày tỏ lòng biết ơn quân đội đã đào tạo ông thành một sĩ quan đa năng và sẵn sàng phục vụ cho lý tưởng tự do dân chủ. Ông cũng ngỏ lời tri ân cha mẹ, nhất là người cha của ông, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã dạy cho ông về lý tưởng của người lính chiến. Ông đã cảm ơn mẹ, nhà văn Thu Nga cùng vợ con đã hết lòng hỗ trợ vào khi ông bận rộn sinh hoạt trong quân đội. Ông cũng cảm ơn cộng đồng người Việt quốc gia đã hỗ trợ và dạy cho ông biết thế nào là lý tưởng tự do dân chủ trong một đất nước tự do. Trên hết, biến cố 9/11 năm 2001 ở New York đã đánh thức tâm khảm của ông để ông tự hỏi phải làm gì hầu bảo vệ cho quê hương hiệp chủng quốc cũng như mạng sống của mọi người ở trên đất nước tươi đẹp này. Người lính Đỗ Văn Nhẫn quyết định trở thành một sĩ quan quân y của quân lực Hoa Kỳ. Sau 37 năm lưu lạc trên xứ người, những người trẻ Mỹ gốc Việt lớn lên ở Hoa Kỳ đã gia nhập quân đội và đã làm rạng danh gia đình. Nói chung và nhất là nối tiếp bước của cha anh, nói riêng là những người cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để trở thành những người sĩ quan đa năng đa tài trong quân lực Hoa Kỳ. Thưa Đại tá Đỗ Văn Nhẫn, xin trình bày cái cảm tưởng, cái điều gì mà làm cho ông xúc động nhất trong cái ngày hôm nay, là cái ngày ông được thăng chức đại tá quân y. Well, the reason I'm hesitating is just because there's so much emotion. Because I think it's your question you asked is, you know, how I'm feeling this day. So I think if I can maybe just narrow to one is really to thank my parents. I mean, it wasn't for my mom and dad, I don't think I would be here. I mean, so maybe the overwhelming response I would have is my gratitude to them. Hi, my name is Kim Do. I'm married to Colonel Do. We are so glad to have so many Vietnamese members here. Most of all, we're glad to have Mr. Do. Mr. Do served in the Vietnamese Army, and to have so many classmates available making time to be at this event. There's a great leadership that many of the Vietnamese leaders and officers demonstrate, and they've been a part in really sharing with Young, my husband, how important it is that tradition continues. And that was one of the reasons he really wanted to stay in the military, is because he saw his dad lead. And as his dad was mentioned in the promotion ceremony, his dad was very, very important in making sure that Young was able to make the rank of colonel. And so our credit really goes to
Young's, my husband, Colonel Doe's dad as well. He's a great leader and very much support the Vietnamese community. Thưa quý vị, đây là Kim Đỗ, tức là người bạn đời của Đại tá quân y Đỗ Văn Nhẫn, và bà đã bày tỏ là bà cảm thấy rất là xúc động khi có rất nhiều người ở trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tại vùng Washington DC này đến để tham dự cái buổi lễ thăng cấp bậc cho người chồng của bà. Và bà cũng nhận thấy đây có những cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự. Đó là hình ảnh của người bố chồng của bà, tức là ông Đỗ Văn Hạnh, bởi vì ông cũng từng là một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cái sự yểm trợ, cái sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng Việt Nam ở tại vùng Washington DC trong cái ngày thăng cấp bậc cho đại tá quân y Đỗ Văn Nhẫn này đã khiến cho bà suy nghĩ và cảm thấy thật sự là xúc động và yêu thương cái cộng đồng này, bởi vì từ cái cộng đồng này và từ cái gia đình người Việt Nam của ông Đỗ Văn Hạnh và nhà văn Thu Nga đã ban cho bà một người chồng là đại tá quân y Đỗ Văn Nhẫn, sinh hoạt và làm việc có một cái chức vụ quan trọng ở trong quân đội Hoa Kỳ trong tư cách là bác sĩ quân y, thì điều này khiến cho bà cảm thấy rất là sung sướng, và bà đây là cái điều bà muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong cái ngày trọng đại của chồng bà và của chính bà hôm nay. Buổi lễ thăng cấp bậc cho Trung tá quân y Đỗ Văn Nhẫn lên chức đại tá quân y trong quân lực Hoa Kỳ đã kết thúc bằng một buổi cắt bánh long trọng, và sau đó mọi người cùng đến chung vui với gia đình của đại tá quân y Đỗ Văn Nhẫn. Thanh Trúc tường trình từ Washington DC.